Cực hot anh em ơi, nhân dịp khai trương shop siêu sale.vn khuyến mại lập thể lên đến 100%, lắp 100k nhận ngay 200k vào tài khoản. Tự tin khẳng định là có shop uy tín chất lượng nhất game ngọc rồng online trong dịp Tết này, khi giảm giá lịch cũng như các gói dịch vụ trong game lên đến 50%. Shop còn bán vàng, bán ngọc và cung cấp rất nhiều các gói vòng quay may mắn ưu đãi chỉ với giá 1.000 đồng. Truy cập ngay shop siêu sale.vn để được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất nha. Ok, hello, chào tất cả anh em chính xem và đang xem clip trên kênh Rồng Lộn, và mình vẫn là Rồng Một Sao đây anh em ơi. Thì trước khi vào cái chủ đề chính trong clip ngày hôm nay, đầu clip ý, thì vẫn như mọi khi thôi, bây giờ mình sẽ quay cái vòng quay Pick Run Room để tặng 200 triệu vàng free cho hai bạn may mắn nhất đã like, đã đăng ký kênh Rồng Lộn cũng như đã comment clip trên kênh Rồng Lộn ngày hôm qua anh em nhé. Ok, rồi mình đã lấy link thành công, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục qua bên này. Ở đây lọc mấy ông xem chùa thôi anh em. Ok, vừa mới ăn cơm xong anh em ạ, lên làm clip luôn để cho nó kịp giờ đang cho anh em xem sớm đây. Ok rồi, ai sẽ là người may mắn đầu tiên đây? Bạn này là bạn Kiri gây ra nhá. Ủa, cái định mệnh nó cái tên đọc méo hết cả mồm anh em ạ. Chắc là thanh niên gọi là fan của phim Nhật đây mà. Đấy, thanh niên gọi là Emri Suruhara với thanh niên Trọng Lê Sĩ. Hãy mau mau liên hệ với mình qua link Facebook hoặc là Zalo bên phía dưới phần mô tả các cái clip hàng ngày của mình để có thể nhanh nhanh nhận vàng free mà mình tặng nhá. Ok. Và nếu như anh em nào mà muốn được nhận vàng free như hai bạn ban nãy thì nhớ là cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhá. Ok, rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái chủ đề chính trong clip ngày hôm nay thôi. Nào. Ok, làm thế nào để cho nó full cái này ra nhỉ? Anh em chờ mình chút. Để mình cho nó full cái màn hình ra cái. Cho anh em xem cho nó rõ. Ngọc Rồng PC đâu rồi. Được chưa? À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Ok, ok. Thì như anh em cũng có thể thấy đây, hiện tại là cái cải trang sừng châu, cái cải trang trục châu củ cải gì nhỉ, cái cái avatar chứ, cái avatar châu mình mua ở trong cửa hàng Uron ấy, hạn sử dụng 30 ngày thì nó đã chính thức là nó hết rồi nha anh em. Đó, thế hôm nay mình sẽ gọi là show cho anh em xem cái thành quả mình sau 30 ngày upset kích hoạt nha anh em. 30 ngày upset kích hoạt anh em ạ, phải nói cái hành trình này là cái hành trình mà nó gian nan nhất úp xe kích hoạt mà mình từng úp anh em nhé. Bởi vì sao? Cái định công mệnh đó mới tuần đầu úp thôi thì mẹ mấy ông kéo wifi chơi đến cắt mẹ mạng 3 ngày anh em ạ để bảo trì. Xong đến giữa cái đợt úp ấy thì ông admin ông ấy fix phát mất mẹ luôn cái gara Kakarot của mình. Xong đến tầm 20 ngày trở đi anh em ạ thì cái định mệnh game anh em biết dạo này, chắc anh em không chơi server 1 thì anh em không biết đâu anh em. Cái định mệnh nó toàn chơi bảo trì một phát từ cái lúc bảo trì rạng sáng là lúc 3 giờ hơn 3 giờ đấy. Toàn bảo trì một phát đến tận chiều hôm sau anh em ạ. Mẹ cái thế là cái hành trình này thì coi như là 30 ngày úp thì mình chắc mình chỉ úp được có hơn 20 ngày. Đó anh em. Rồi. Thì lướt qua cái dương đồ phát xem nào. Đéo được cái gì anh em ơi. Nghĩ nó chán anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ chạy về nhà cho anh em xem nhá. Xem là từ hôm 20 ngày đấy, cái đợt cuối cùng mình show cho anh em là mình show là clip là thành quả sau 20 ngày đúng không? Hôm nay là thành quả sau 30 ngày anh em ạ. 30 ngày có gì hot hay là không đây? Từ từ nhá, để mình dương còn không nhỉ? Từ từ đã. Lấy găng ra này. Lấy quần ra này. Anh em cũng có thể thấy liên qua thì có thể là thấy anh em thấy khá là ngang trái rồi đấy anh em ạ. Thật sự là nó quá là ngang trái cái định mệnh cái hành trình này. Mình không biết cái hành trình úp xích kích hoạt này mà nên được đưa vào gọi là cái kỷ lục à. Giải Lopen anh em ạ, đấy. Cái hành trình úp xích kích hoạt này của mình nên được giải Lopen anh em ạ. Về cái hành trình mà được cái hành trình mà kiểu úp xe kích hoạt mà nó khắm lọ nhất game Ngọc Rồng Online anh em ạ. Đây. Từ đã. Từ để mình chạy về nhà đây. Có đá vụn này, cắt đá, cắt nho tím này. Thạch anh này, có nho xanh nhà không nhỉ? Nho xanh có. Ôi. Vãi lìn chưa. 56 quả nho xanh nhỉ. Đây là mình còn vứt bớt đi rồi nha anh em. Đây chắc là dương đổ để mình lấy mấy cái món hồ ra được rồi. Đấy, mình sẽ lấy hết những cái món xe kích hoạt này ra xong mình show cho anh em xem nha. Anh em đảm bảo anh em cười tút cứt ra quần luôn anh em ạ. Cái định công mệnh cho nó chứ. Đây,
Cắt nốt cái radar này vào này. Cái giày nưỡng nong này. Đây nha. Ơi, nhầm rồi. Sử dụng này. Anh em thấy nhá. Quần găng set cadic. Và áo giày radar thì là set Kagalot anh em ạ. Cái định công mệnh cho nó chứ. Đấy anh em, như vậy là anh em cũng có thể thấy đủ một set kích hoạt nha anh em. Đủ một set kích hoạt luôn. Nhưng cái quần cái găng là set Kadic, còn cái giày cái radar cái áo là set Kagalot. Và lội cha nó chứ. Nghĩ nó tức anh em ạ. Hồi lần trước mình show cho anh em là chỉ có 4 món thôi đúng không? Chỉ có 4 món. Đó. Thế là sau 30 ngày ấy, từ cái 20 ngày đến 30 ngày thì mình chỉ úp thêm được 4 cái găng nhá. Thì nó là ra cái găng Kadic anh em ạ. Thật ra thì cái trường hợp này thì mình cũng đã gọi là suy đoán ra trước được rồi anh em ạ. Đấy, cái trường hợp mà úp 3 món Kagalot mà lại rơi ra 2 món Kadic anh em. Cái trường hợp này thì mình đã gọi là tính ra từ cái lúc mà úp mười mấy ngày đấy anh em. Từ lúc mà mới ra 3 cái món Kakalot ấy. Mình đã nghi nghi rồi anh em ạ. Mình đã nghi nghi kiểu gì cái hành trình này admin cũng kiểu mẹ tròn tròn rồi. Đấy, thế là thì mẹ cho một set kích hoạt. Ừ, đúng là một set kích hoạt. Nhưng mà mẹ 3 món Kakalot, 2 món Kadic gộp vào thành một set. Tổ bà đó chứ. Đắng hết cả lòng mà anh em ơi. Cạn lời với cái hành trình củ cải này rồi anh em ạ. Ok, để mình sử dụng lại cái dây nướng nong này. Thì như anh em cũng có thể thấy, tuy là úp hết 30 ngày rồi nhưng mà cái mầm nó vẫn còn nha anh em. Tình hình là trong cái thời điểm hiện tại ấy, thì những anh em mà úp sách kích hoạt ấy thì mầm của anh em sẽ có hạn là 35 ngày chứ không còn là 30 ngày như ngày xưa nữa nha anh em. Nhưng mà có lẽ thì cái tỷ lệ rơi sách kích hoạt ấy thì nó cũng cùi hơn xưa rất nhiều anh em. Anh em cũng có thể thấy mình úp 30 ngày được có mỗi 5 món đồ thì anh em cũng có thể hiểu được rồi anh em. Đấy, nếu mà trừ đi thì chắc mình úp được tầm 2-3 ngày 2-3 hay 2 ngày gì đó. Nhưng mà 2-3 hay 2-2 ngày mà úp được có 5 món đồ thì thật sự nó là không thể anh em ạ. Nó là quá cùi bắp luôn. Không thể tin được vào mắt mình nữa. Phải nói là cái tỷ lệ nó rơi quá là thấp anh em ạ. Quá là thấp với cái tỷ lệ rơi sách kích hoạt bây giờ luôn. Bởi vì admin nó đã cho 35 ngày mầm anh em. Ní đéo gì nó lại cho 35 ngày mầm mà tỷ lệ vẫn như ngày xưa đúng không? Thật sự là quá là buồn. Buồn hơn con chuồn chuồn luôn anh em ơi. Còn gì lứa đâu mà khóc với sao. Thôi chắc là cất nốt cái radar đi. Úp một cái giày lưỡng long thôi chắc là không đủ hồi ki để mà úp. Bởi vì cái đấm Kalik của mình là đấm cấp 7 mà. Ok. À đây có này khoe với anh em này. Cái sổ sưu tầm của mình nhá. Đây như anh em cũng có thể thấy là cái sổ sưu tầm của mình thì nó đã được kích hoạt full rồi nhá. Đó anh em thấy chưa? Thể quỷ đất à. Ơ đây có thể quỷ đất không? Ui. Ôi giời ơi, như vậy anh em cũng có thể thấy là cái thể quỷ đất mẹ của mình thì nó gần được kích hoạt này này anh em. Ôi nó gần được kích hoạt rồi này. Chắc là tầm 20 cái thể nữa thì nó sẽ được kích hoạt cái thể quỷ đất mẹ này. Để xem cái thể quỷ đất mẹ này nó có gì nhá. Tấn công cộng 5. Ồ, tấn công cộng 7. Không biết cái này của mình đã là cấp mấy rồi anh em. Thật sự thì mấy cái thể này mình cũng không quan tâm. Chắc anh em cũng giống như mình thôi. Bởi vì mẹ cộng 5 hay cộng 7 tấn công thì cộng 5 củ cải đúng không anh em. Thả đéo cộng còn hơn. Đây này. Cái thể quỷ đất này của mình thì nó đã được full rồi nha anh em. Cộng 3 tấn công ạ, cộng 5 tấn công ạ. Vãi lìn luôn. Đây, không biết cái này thì kích hoạt như nào anh em nhỉ? Hay là úp full thì nó tự kích hoạt luôn, mình chả biết. Mình ấn enter thì nó hiện lên, nó hiện đỏ xong lại ấn hiện xanh này. Đây là sử dụng đúng không? Hay là đây? Thôi kệ bố đi anh em ạ, thôi đi úp tiếp. Đây thì
Ngọc thì mình đã mới chuyển vào 2k anh em nhé. Và anh em cũng có thể thấy đây, bây giờ còn có 1k2 này. Đó. Tự động tập luyện thì còn chắc còn đủ úp hết đêm nay. Úp đêm nay đi, úp sáng mai. Rồi. À quên mất. Cất mấy cái găng này vào nhà đấy. Nướng nong này. Găng nướng nong này mình mượn của thằng Rồng Black đây nhá. Mượn mãi đứa trả anh em ạ. Hy vọng nó quên mẹ đi mình húp được cái găng. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Mượn trước đéo trả sau, thế mới đau đầu. Okay, thì chắc có lẽ là bây giờ thì mình sẽ đi úp tiếp đây anh em ạ. Thế là còn có 4 ngày mầm đấy anh em, 4 ngày mầm thôi. Đấy, admin nó bảo trì đấy, xong nó đền bù mẹ toàn chơi đền bù x2 anh em ạ. Thì đền bù lắm đéo thì chơi, đéo đền bù mầm này, ông lại đi chơi đền bù x2. Chán. Chán đéo thêm nói với cái game củ cải nữa. Ok, rồi thì chắc có lẽ là clip này thì mình cũng xin dừng đây nhá. Và hẹn gặp lại anh em các clip lần sau. Nếu như anh em thấy clip của mình hay thì có tiếc gì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và nhấn lên cái chuông để giúp mình né lại đề xuất, cũng như giúp mình có thêm động lực để làm các cái clip hay hơn trong thời gian sắp tới nhá. Ok. Cực hot anh em ơi, nhân dịp khai trương shop siêu sale.vn khuyến mại lập thể lên đến 100%, lập 100k nhận ngay 200k vào tài khoản. Tự tin khẳng định là có shop uy tín chất lượng nhất game Ngọc Rồng Online trong dịp Tết này, khi giảm giá lịch cũng như các gói dịch vụ trong game lên đến 50%. Shop còn bán vàng, bán ngọc và cung cấp rất nhiều các gói vòng quay may mắn ưu đãi chỉ với giá 1.000 đồng. Truy cập ngay shop siêu sale.vn để được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất nha.